Hoài Linh làm điều cuối cùng đầy xúc động dành cho nghệ sĩ trí tài. Ngày 12 tháng 12 vừa qua, hàng triệu khán giả Việt và đông đảo bạn bè nghệ sĩ đã đưa tiễn cố nghệ sĩ trí tài về với đất mẹ. Cho đến khi linh cữu cố nghệ sĩ được đưa tới sân bay Tân Sơn Nhất để sang bị an táng theo nguyện vọng của gia đình, bao người vẫn không thể nén nổi xót thương vô hạn. Trong đó gây xúc động nhất chính là hai người bạn tri kỷ với cố nghệ sĩ, nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương. Được sự ủy quyền từ gia đình, hai nghệ sĩ đã nén đau thương để lo lắng mọi thủ tục cử hành tang lễ cho cố nghệ sĩ trí tài tại Việt Nam. Ngay sau khi linh cữu được đưa lên máy bay sang Mỹ, nữ diễn viên Nam Thư, một trong những người thân thiết với cố nghệ sĩ trí tài, đã dành lời chia sẻ trên trang cá nhân. Anh về với chị bé heo nha, khán giả tiện anh đông lắm, anh vui nhen. Anh vẫn mãi ở đó, ở một vị trí quan trọng trong lòng khán giả mộ điệu và anh chị em nghệ sĩ. Anh nhớ phù hộ cho anh bốn luôn nhiều sức khỏe nha anh. Em sẽ thường xuyên xuống đền thăm anh nhen. Chia sẻ này đã làm đông đảo khán giả cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh sẽ đứng ra thờ phụng cố nghệ sĩ trí tài tại nhà thờ tổ. Dù phía nghệ sĩ Hoài Linh chưa có phản hồi gì về việc này, nhưng với tình bạn tri kỷ 20 năm của cả hai, khán giả đều tin đây là sự thật. Hiện tại, phía nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh chưa có phản hồi về thông tin thờ phụng nghệ sĩ trí tài tại nhà thờ tổ. Tuy nhiên, tình bạn gắn bó giữa hai nghệ sĩ Hoài Linh Chí tài suốt nhiều năm qua. Người hâm mộ hy vọng thông tin trên là sự thật, để những người đồng nghiệp, khán giả thương mến nghệ sĩ trí tài có điều kiện được tưởng nhớ thăm viếng ông ở Việt Nam. Vào sáng 15 tháng 12 giờ Việt Nam, ca sĩ Hoài Phương, ông xã Việt Hương đã thay mặt gia đình của nghệ sĩ trí tài để đăng tải những thông tin liên quan đến tang lễ tại Mỹ. Hoài Phương cho biết, hiện tại nhà quan Big Family đã chuẩn bị gần như hoàn tất cho lễ viếng của cố nghệ sĩ diễn ra ngày 18-19 tháng 12 giờ địa phương. Trên trang cá nhân, Hoài Phương đăng tải thêm lưu ý cho khách đến viếng. Tuân theo luật lệ của tiểu bang California đang trong thời kỳ đóng cửa để phòng chống dịch, cũng như để đảm bảo an toàn cho tang quyến cùng quý vị khi đến thăm và tham dự lễ tang của nghệ sĩ trí tài, Chúng tôi xin phép đề nghị chúng ta thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 6 feet, tương đương 1,8 mét, tránh tiếp xúc trực tiếp như bắt tay và ôm xã giao. Hoài Phương mong khán giả bạn bè đến viếng nghệ sĩ trí tài, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không ôm bắt tay nhau. Theo thông tin trong cáo phó được gia đình chia sẻ, từ 11 đến 17 giờ ngày 18 tháng 12 giờ địa phương, gia đình sẽ phát tang làm thánh lễ cầu hồn và cho người thân khán giả đến thăm viếng tại công đoàn giáo sứ Thánh Linh. Lễ an táng linh cữu cố nghệ sĩ diễn ra 10 giờ sáng ngày 19 tháng 12, thi hài sẽ được hỏa táng. Như tăng lễ ở Việt Nam, người thân của cố nghệ sĩ trí tài ở Mỹ cũng không nhận vòng hoa viếng. Nguyện vọng của gia đình cố nghệ sĩ trí tài. Xin quý vị thân bằng quyến thuộc, hãy vui lòng dành tiền mua vòng hoa và phùng điếu, đóng góp vào quỹ từ thiện của nghệ sĩ trí tài để giúp đồng bào miền Trung tại Việt Nam theo ước nguyện chưa tròn của anh. Tin tiếp theo, vợ nghệ sĩ trí tài muốn tự tay làm bữa cơm cuối cho chồng, nhưng đau xót thay, bữa ăn đoàn viên lạnh lẽo như vậy. Quý vị thân mến, thấy tình cảm của vợ chồng trí tài dành cho nhau suốt hơn 30 năm bên nhau mà thương quá. Thiệt là có trái ngang nào mà ngày đón chồng về đã âm dương cách biệt. Khi xa cách nhau, luôn nhớ nhung mong ngóng về người kia thì không thể ôm, không thể hôn. Chỉ là nhìn mặt lần cuối và không bao giờ gặp lại. Còn nỗi đau nào bằng? Biết là sẽ qua thôi, sẽ phải cố gắng rất nhiều, cô bé heo mới có thể nguôi ngoai. Nhưng biết là sự cố gắng đó rất là đau đớn Sinh thời, chú trí tài thích ăn cơm vợ nấu Nhìn hình chú chụp nhí nhố bên món ăn vợ nấu cho mình Đủ thấy chú hạnh phúc như thế nào Có lẽ vì thế, cô bé heo muốn chồng về Mỹ Để cô có thể làm bữa cơm cuối cho chồng Nhưng đo sót thay, mâm cơm đoàn viên trở thành mâm cơm lạnh lẽo Được biết, cô bé heo đang cùng gia đình, bạn bè Các đồng nghiệp gấp rút hoàn tất mọi khâu thủ tục Để sớm ngày tổ chức tang lễ trí tài tại Mỹ theo đúng lịch trình khi nhận tin dữ, dù nôn nóng muốn gặp chồng lần cuối, nhưng vợ trí tài không thể về Việt Nam trong thời điểm dịch bệnh. Vì thế cô bé heo ủy thác cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương đứng ra chủ trì lễ tang cho trí tài tại Việt Nam, rồi sau đó mới gửi Linh Cữu cố sanh hài về Mỹ đoàn tụ gia đình. Giải thích rõ hơn về nguyên nhân quyết định của vợ trí tài, nghệ sĩ Cẩm Thu thay mặt xúc động, bày tỏ cô bé heo muốn tự tay làm cơm cúng cho chồng đau xót thay, bữa ăn đoàn viên như mọi lần trở thành mâm cơm lạnh lẽo. Cẩm Thu cho biết, người ấy năm vẹn toàn trung thủy, hai nghệ sĩ không có con, niềm vui của trí tài là ăn bữa cơm do vợ nấu. Ca sĩ Phương Loan vì thế mong muốn được đưa thi hài của ông qua Mỹ để bà nhìn thấy ông, tự tay lo lắng trong lần cuối và chắc chắn mâm cơm cùng ông do bà nấu. Nghĩa cử vợ chồng bền chặt của trí tài Phương Loan vì thế khiến giới nghệ sĩ ở hải ngoại rơi nước mắt. Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, vì tình nghĩa với nghệ sĩ trí tài nên quyết định một mình lái xe ra sân bay Los Angeles để đón người anh thân thiết. Nhờ kinh nghiệm, Dũng Taylor đỗ xe bên ngoài một đường băng. Chỉ 5 phút sau, khi con lướt qua ngay vị trí đứng của Dũng Taylor trước khi đáp xuống phi trường. Anh không giấu được xúc động và gọi đó là cái duyên định mệnh mà trí tài dẫn lối anh em để có thể nhìn thấy nhau trên bầu trời rộng lớn. Về tăng lễ tại Mỹ, theo thông tin nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ, gia đình không nhận vòng hoa, số tiền phúng viếng được gửi vào quỹ từ thiện để thực hiện tâm nguyện sang dở của cố nghệ sĩ lúc còn sống. Sau lễ viếng tại Việt Nam, nghệ sĩ Hoài Linh có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân, dành hài gửi lời cảm ơn. Chính sự yêu thương của mọi người dành cho nghệ sĩ trí tài làm nên một tăng lễ ấm áp, trang trọng thiêng liêng. Nguyện xin ơn trên luôn ban đầy hồng ân cho quý vị và gia đình. Trong lễ tang không tránh khỏi điều sơ sót, xin mọi người vì tình thương yêu dành cho nghệ sĩ trí tài mà niệm tình tha thứ cho chúng tôi. Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ. Tin tiếp theo, ngỡ ngàng khi ghi mơ lăng mạ cố nghệ sĩ trí tài được bênh vực, Hoa hậu Diễm Hương có ngay động thái rất khoát. Những ngày qua, sự việc một nam Gamer đăng video lên livestream xúc phạm gia đình cố nghệ sĩ trí tài khiến nhiều người nghệ sĩ, khán giả vô cùng bức xúc sáng ngày 14 tháng 12, dàn sao Cát Phượng, Huỳnh Phương đến tận nơi làm việc của Nam Dreamer để làm rõ mọi chuyện. Theo đó, Nam Dreamer đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả và các nghệ sĩ về hành động của mình, cúi đầu xin lỗi cố nghệ sĩ trí tài. Cho tới sáng 15 tháng 12, Hoa hậu Diễm Hương gây chú ý khi đăng bài viết nhắc tới sự việc này. Theo đó, Diễm Hương tỏ ra bất ngờ khi có người bênh vực Nam Kimer Tôi không tin là thể loại như bạn Gimer này còn có fan và người bênh vực và nói thẳng luôn, nếu người đọc thuộc thành phần trên, ấn nút block tôi luôn nhé. Tôi làm biếng tranh luận với các bạn lắm, Diệm Hương bức xúc viết. Trước đó, sau khi bị dàn nghệ sĩ lên án và tìm đến tận nơi, Dreamer xúc phạm nghệ sĩ trí tài, công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Trong video livestream vừa qua, tôi có dùng lời lẽ không đúng về chị bé heo, cũng như có bình luận sai về tăng lễ của trí tài. Tôi nhận sai, gửi lời xin lỗi thành khẩn nhất tới người hâm mộ nghệ sĩ trí tài, ca anh em nghệ sĩ và chị bé heo. Đặc biệt tôi xin lỗi vong linh anh trí tài Tôi thành thật biết lỗi Nhói lòng khoảnh khắc Việt Hương vừa ôm động viên Hoài Linh Vừa quay mặt gạt nước mắt trong đám tang cố nghệ sĩ trí tài Trước khi thi hài cố nghệ sĩ trí tài được chuyển về Mỹ Nghệ sĩ Hoài Linh và nghệ sĩ Việt Hương Thay mặt gia đình tổ chức tang lễ cho anh tại Việt Nam Là những người anh em gần gũi, thân thiết nhất với cố nghệ sĩ trí tài Dù đau lòng hết mực, nhưng hai nghệ sĩ gắng gượng lo hậu sự chu toàn Mới đây, một đoạn clip quay lại khoảnh khắc Việt Hương Hoài Linh khóc trong đám tang khiến rất nhiều người xúc động. Hai nghệ sĩ đứng một góc cố gắng che đi sự đau buồn, giữ bình tĩnh hết sức. Gây xót xa nhất là lúc Việt Hương vòng tay ôm động viên Hoài Linh nhưng quay mặt đi chỗ khác lau nước mắt. Nhìn khoảnh khắc này, người hâm mộ không chỉ tiếc thương cho cố nghệ sĩ trí tài mà xót xa cho nghệ sĩ Hoài Linh và Việt Hương. Tin lộ hình ảnh ngày làm việc cuối cùng của nghệ sĩ trí tài Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung đăng tải video chia sẻ về những khoảnh khắc cuối cùng gặp nghệ sĩ Trí Tài. Sáng ngày 9 tháng 12, hai nghệ sĩ hội ngộ trong buổi cúng khai máy phim Kiếm Chồng cho mẹ chồng. Nghệ sĩ Phương Dung cho biết, khi ấy nghệ sĩ Trí Tài hoàn toàn khỏe mạnh, giữ thần thái vui vẻ, hóm hình quen thuộc. Diễn viên JJ Nhật Hạ thì tiết lộ, sau buổi khai máy, cô nghệ sĩ còn hẹn cô, từ mai ba con mình quay nhé. Vậy mà sau đó vài tiếng ông nhập viện vì đột quỵ, chiều cùng ngày ông qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh nghệ sĩ Phương Dung hé lộ một số hình ảnh hậu trường của buổi chụp poster cho phim Kiếm chồng cho mẹ chồng trước đó vài ngày. Trong phim, Phương Dung trí tài vào vai vợ chồng. Nghệ sĩ trí tài bảo, ông và nghệ sĩ Phương Dung có duyên làm vợ chồng trên màn ảnh. Tại nơi làm việc, hai nghệ sĩ trò chuyện thân thiết và đùa nhau rất vui vẻ. Đồ ngồi ra đi, nghệ sĩ trí tài bỏ dở phim Kiếm chồng cho mẹ chồng, chưa chính thức bấm máy và show diễn cá nhân tại Đà Lạt chưa kịp thực hiện. Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ, cô nghệ sĩ có game show Ai là bậc thầy chính hiệu đã ghi hình cùng chị. Nghệ sĩ Phi Phụng và Hoa hậu Diễm Hương đã ghi hình nhưng chưa lên sóng. Chị mong những người yêu mến nghệ sĩ Trí Tài sẽ đón xem show này vào ngày mùng 4 Tết Tân Sửu để lưu lại hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng về ông. Nhắn gửi lời sau cùng tới nghệ sĩ Trí Tài, nghệ sĩ Phương Dung bật khóc vì ái nấy không thể có mặt tại đám tang của ông. Chị tự dựng đoạn video để trải lòng kỷ niệm đẹp với người anh thân thiết Để sau này mỗi khi nhớ về nghệ sĩ trí tài Chị có thể mở lại xem Nghệ sĩ Phương Dung hứa Năm sau trở về sân khấu nụ cười mới Cùng anh chị em đồng nghiệp làm lễ dỗ đầu cho nghệ sĩ trí tài